Xin chào mọi người, thì ngày hôm nay mình sẽ làm trà sữa trân châu đường đen khổng lồ. Thì trước mặt mọi người đây là những cái nguyên liệu mà mình sẽ làm trân châu mọi người. Mình sẽ chia nguyên liệu thành hai phần. Phần thứ nhất là ở đây mình có 125g bột năng này mọi người. Và ở đây là 10g bột cacao. Thì cái phần này mình sẽ trộn chung vào với nhau ha. Rồi mình trộn đều lên cho cacao và bột năng nó thiệt đều ha. Sau khi trộn đều xong thì mình sẽ để qua một bên và tiếp theo thì mình sẽ làm cái phần thứ hai ha. Phần thứ hai á là mình có ở đây là 60 gram đường đen nè mọi người. Cái này thực ra là đường nâu, mọi người có thể dùng đường đen thì cái màu nó sẽ đẹp hơn. Ở đây là 5 gram bột năng và đây là 700 ml nước mọi người. Giờ thì mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lại nha. Sẽ quấy tan lên. Sau khi quấy tan xong á thì mình sẽ cho lên bếp và mình đun sôi nha mọi người. Mình nấu ở nhiệt độ vừa phải thôi nha mọi người. Khi mà nó đặc như thế này này là mình có thể cho cái phần bột lúc nãy mình trộn với cacao á cho vào đây. Những cái khâu này thì cái bột này nó sẽ dễ văng ra cho nên là mọi người trộn từ từ thôi, không nó văng ra dơ hết. Rồi mình sẽ cho bột ra đây để mình nhồi nha mọi người. Nó vẫn còn hơi nóng cho nên là cái đoạn này hãy cẩn thận. Nhồi từ từ. Sau khi mà mình trộn đều bột rồi á thì mình sẽ cán nhỏ ra và vo tròn thành viên trân châu như thế này nha mọi người. Rồi mình sẽ phủ một cái lớp bột áo lên mọi người. Giờ thì mình sẽ đem luộc nó nha. Nước sôi rồi thì bây giờ mình sẽ cho trân châu vào nè mọi người. Bây giờ thì mình sẽ luộc trân châu nha mọi người. Mình sẽ luộc trong vòng 20 phút. Để nắp lại. Trong thời gian đó thì mình sẽ làm cái phần whipped cream nha mọi người, là cái phần mà phần kem á mọi người. Đó, mình kem mình xịt lên trên trà sữa đó. Rồi đây là cái loại mà mình dùng này mọi người. Đó. Rồi mình sẽ cho vào máy và mình sẽ đánh lên thôi, nó rất là đơn giản luôn. Để làm được cái phần kem này á mọi người thì cái này á mình đã cho vào trong tủ đông á mọi người để cho nó này, nó đông lại á. Nó lạnh á. Nhiệt độ lạnh thì mình mới đánh được cái này lên. Rồi sau đó thì bây giờ mình sẽ bỏ các cái nguyên liệu vô này. Mình có cái này là vani vani đó. Vanilla. Vanilla. Cái tinh chất vani. Chồng mình sẽ phụ mình làm cái công đoạn này. Sau đó mình sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng đường nha mọi người. Rồi mình sẽ cho số mạnh lên để nó đánh. Rồi mọi người ơi,
kem tươi sau khi mà đánh bông lên thì nó sẽ cho ra như thế này nè mọi người. Rồi rất là ngon luôn mọi người. Đó. Còn cái trân châu này nè, mình đã luộc xong 20 phút rồi. Và bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và cho nó nghỉ, mình ủ trong này khoảng tầm 30 phút nữa nha mọi người. Tại vì là mình phải ủ như vậy thì cái viên trân châu á, nó sẽ ngon hơn, nó không có cứng á, mà nó dai dai mềm mềm á. Và trong thời gian ủ á, thì mình sẽ đi pha trà. Đó, trà thì mình dùng trà ô long nha mọi người. Ở trong này á, là có 16 gói. Vì là làm siêu to khổng lồ nên là mình sẽ làm hết 16 gói này. Rồi mình sẽ cho 1 lít nước vào trong 16 túi trà này nha mọi người. Đó. Mình sẽ ngâm nó trong vòng 10 phút nha mọi người. Sau 30 phút mình ngâm rồi mọi người, thì mình sẽ vớt nó ra qua một cái nồi mới nha. Đây, cho qua bên này, cho nó vào đây để mình nấu lần 2 á. Đối với lần nấu thứ hai này thì mình sẽ cho vào đây là 70ml nước và 30g đường. Nếu mà bạn nào mà thích ăn ngọt hơn thì có thể cho nhiều hơn. Và để lửa ở cái mức nhỏ nhất nha. Xong mình cứ quấy như vậy nè. Đến cái lần nấu thứ hai này á, mình sẽ nấu trong vòng 5 phút và liên tục đảo đều tay, không là cái trân châu nó dính vào cái mạch ở dưới của nồi á thì nó sẽ cháy. Và nó dính lại, nó không có được ngon nữa. Cho nên là cái công đoạn này á, mình phải chịu khó đảo đều trong vòng 5 phút. Đảo liệt tay luôn á mọi người. Nhưng mà mình cố gắng để có được cái viên trân châu thiệt là ngon ha. Nó đặc như vậy là được rồi mọi người. Đó. Giờ thì mình sẽ tắt bếp. Nhìn viên trân châu nhìn thấy đã ha mọi người. Nhìn rất là hấp dẫn luôn này. Đó. Nhìn là muốn ăn rồi đó. Rồi trà sau khi mà mình đã ngâm thì nó sẽ cho ra cái màu như thế này. Trà ô long đen, siêu đen luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho một ít đường vô nha mọi người. Mình với 1 lít trà thì mình sẽ cho 100g đường. Nếu mà bạn nào muốn uống ngọt hơn thì cho nhiều hơn nha. Mình sẽ quấy nhẹ để cho đường tan hết. Giờ thì mình sẽ chế biến trà sữa quán nhà Húc nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ cho trân châu vô nè. Wow, quá đã luôn mọi người ơi. Quá đã luôn. Để cho nó đẹp thì mình sẽ vuốt ngược nó lên trên cái thành là của cái ly. Trời ơi. Đó, cho nó quạo lên như này. Cho nó đặc sắc mọi người. Vuốt ngược lên. Sau đó thì mình sẽ cho đá vào. Tiếp theo thì mình sẽ cho trà vào. Với công thức này thì mình sẽ dùng khoảng 2 lít sữa nha mọi người. Và sữa này là sữa không đường. Wow, nó đầy luôn mọi người ơi. Nhìn rất là đã luôn mọi người. Mọi người thấy ở dưới đáy nó không? Nhìn rất là đẹp đúng không mọi người? Mình sẽ xoay một vòng cho mọi người coi.
Đó. Ly trà sữa siêu to khổng lồ của tụi mình đó. Mình sẽ cho kem phía lên trên nha mọi người. Trời ơi mọi người nhìn nè. Và đây là 5 lít trà sữa trân châu đường đen của mình. Đó, quá đã luôn. Wow. Wow, một mình có uống hết từng này không ta? Giờ thì mời mọi người cùng thưởng thức với hai vợ chồng mình nha. Thì mình đã dùng cái ống hút á, mình chập hai cái ống hút lại với nhau. Của mình là màu đỏ và chồng mình là màu xanh. Thì bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức nha. Giờ mình sẽ quấy đều lên. Giờ đây. What is Oh. that? You can't really get it. No. No. Đảo đều. Đó. Okay. That good? Yeah. Go for it. I think it's good. One Mời might mọi lie. người. Trời ơi, cái vòi của mình nó hút không lên luôn I told mọi người. you. Cái vòi này. Told you it doesn't work. Milk tea. Siêu ngon luôn mọi người ơi. Siêu ngon luôn. How is that, babe? The boba is good, huh? Yep, whipped cream's good too. Really good. Cho mình à, mình hỏi là có ngon không? Cái ảnh nói á là cái trân châu và cái kem á rất là ngon luôn. Bring it back some. I'm not trying to go all the way forward like that. Oh yeah. Cái trân châu này nè là mình chỉ để được khoảng 3-4 tiếng thôi. Còn sau 3-4 tiếng á là nó sẽ cứng mọi người. Rất là ngon luôn. The whipped cream. I've never had fresh homemade whipped cream either. The boba's good. Trân châu rất là ngon. Gì vậy? Thank you, Matt. Trà sữa thì mình làm nhạt mọi người, tại vì mình không có muốn cho nhiều đường vô á, uống nó béo á, mọi người, nó ngậy á. Nên là mình bỏ ít đường cho nên là nó khá là nhạt. Cái này thì giống như kiểu là cái loại mà mình ra mua trà sữa xong người ta hỏi là lấy bao nhiêu phần trăm đường á, thì cái này khoảng tầm 30% đường ở nhà kiểu vậy đó, và mình bỏ cũng ít đá nữa. That's enough milk tea for a lifetime right there. Yeah. You think how many milk tea is it? Like 20? If we buy in a store? 12 milk teas, guaranteed. I think it's 15. 15, huh? Tầm này khoảng tầm 15. 15 cái ly trà sữa đổ vô luôn mọi người. Wow. Mấy bữa nay tụi mình thèm trà sữa mà không phải là tụi mình mà mình thèm trà sữa. Cái mình quyết định làm một cái video làm thật nhiều trà sữa uống cho nó đã luôn. It's a lot of milk. There's a lot of milk. This right here is trying to ice dream. Oh yeah. I love the boba. It's really good. Wow, it's fresh, homemade. Mình thấy á, ngon nhất là cái phần trân châu mọi người. Nó dai, nó mềm, ngon lắm. Mà mình làm rất là đảm bảo á. Chứ còn ngoại hàng mọi người,
mình mua mình cũng không có tin tưởng lắm. Thường là đi uống trà sữa thì mình sẽ gọi cái loại mà Crystal Boba, mà cái loại màu trắng á, thì mình tin tưởng cái loại đó hơn. Còn Black Boba, loại trân châu đen á, thì mình không có tin tưởng cho lắm. Này mình tự làm mình tin tưởng hơn. Nhưng mà cái lúc mà mình vắt á, chồng mình phải phụ mình á, làm vắt, hai đứa ngồi vắt từng này hết gần một tiếng lận luôn mọi người. I'm surprised you don't like the whipped cream. I like the whipped cream. It's not sweet, really. Yeah, that's it's your not style. Sweet. Mình cho thêm kem vô nó rất là béo luôn mọi người. Cái này đúng kiểu là trà sữa ngoài hàng luôn ha. So it's cool, think? Huh, babe? Yeah. You already opened a milk tea shop? No. Takes a lot of time to make that boba. Yeah, yeah, with milk tea. Huh? Oh, yeah. She must have worked on that boba for an hour before I started rolling them out with her, and it took us an hour, so. Quá đã luôn mọi người. Rất là ngon luôn. Sao nó hút không lên, có vẻ hạt trân châu nó to quá mà. It's easy to get full drinking milk like that. Giờ tụi mình no rồi mọi người. I'm getting full. We probably put, you know, put in the fridge and then we can drink it later. Like 2 hours later, we're thirsty and then just take it and drink. Oh yeah. Yeah. Mình nói với chồng mình á là bây giờ á mình rất là no rồi mọi người. Cho nên là mình sẽ cho vào trong tủ lạnh. Và khoảng tầm 1-2 tiếng đồng hồ nữa tụi mình lại khát nước á, lại ra uống tiếp. Cái này á mình làm uống cả ngày cũng được luôn á. We've already drank half of it almost. Look. Not really. Đến đây. Yeah, we did. Đến đây. Đây tụi mình uống được từng này rồi. Gần một nửa. Chứ chưa được một nửa. Đó, mọi người thấy nhiều không? 5 lít lận luôn. We drink that much. Đó, từng này mà. Đây, từng này nè. Đó, từng này thôi. Đó. Giờ sẽ hút một miếng cuối cùng. It's like the milk challenge. Can you drink a gallon of milk? I can't. No way. Quá đã luôn. You did good. Everything's homemade. Thank you. Quá xuất sắc luôn mọi người. Rồi bây giờ chắc là mình sẽ nói lời tạm biệt mọi người ha. Tại vì là uống cái này á không thể hết được trong trong giây phút này đâu, phải đợi 1-2 tiếng sau mới uống được nữa. Giờ là no rồi. Nãy giờ chắc là mình uống được khoảng gần 3 ly trà sữa bình thường rồi đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video ngày hôm nay tụi mình làm trà sữa siêu to khổng lồ nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye mọi người, chúc mọi người có một ngày mới tốt lành và giữ gìn sức khỏe. Bye bye. Xin chào. You done, huh? I am this.